những giải pháp giao thông được nêu rõ trong quy hoạch mới sân bay Tân Sơn Nhất. Có thể thấy, việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường hay bổ sung các hạng mục công trình được nhấn mạnh là rất quan trọng để phát triển sân bay. Theo đó, đường Trường Sơn được quy hoạch tiếp tục là trục đường chính kết nối với sân bay. Đường Trần Quốc Hoàng và đường Cộng Hòa sẽ được quy hoạch thành trục nối. Đường Hoàng Hoa Thám và đường Thân Nhân Trung sẽ được mở rộng. Đồng thời, giải pháp xây cầu vượt trên cao, đường trên cao cũng được đặt vào trọng tâm để giải bài toán giao thông của khu vực. Đối với cái giao thông đối ngoại thì chúng tôi cũng tính đi tính lại và nghiên cứu rất nhiều các phương án. Và đây có thể nói là một trong những cái phương án, bốn cái công trình trọng điểm ở đây là phải triển khai một cách rất là đồng bộ. Để làm sao nó đồng bộ với cái T3, để khi đưa vào khai thác của nó phải đồng bộ. Và kế hoạch chúng tôi cũng đang tính là đến 2022 thì là cơ bản là các hạng mục công trình mà cơ bản nhất để đạt được một cái công suất là 50 triệu phải đưa vào hoàn thành. Tuy nhiên, ở góc độ của các nhà chuyên môn, hiện vẫn còn đó nỗi lo về bài toán giao thông kết nối sân bay, giải quyết các điểm nghẽn hiện tại. Trong đó, giao thông thực tế ở khu vực phía nam sân bay hiện đã quá tải. Nghe thì có vẻ là hợp lý, là vì nó đưa khách từ sân bay lên cầu vượt, lên cái đường trên cao để ra những vùng bên ngoài. Thế nhưng mà nó không giải quyết vấn đề, là vì ra những vùng đó nghẹt xe rồi thì dồn ra cho nghẹt nó nghẹt thêm. Hiện nay á, thì bản thân thành phố Hồ Chí Minh xử lý cái chuyện mà kết nối đô thị cho cái luồng xe đó nó đã khó khăn rồi. Và bây giờ chúng ta mở rộng thêm đường để chúng ta tăng tải thêm cho cái đường Cộng Hòa với đường kết nối đến Hà Văn Thụ nữa, thì cái sau này là nó sẽ kẹt cứng luôn. Thực tế, các tuyến giao thông ở phía nam xung quanh sân bay đã bị nghẽn trong nhiều năm nay. Đi lại ở khu vực này trong nhiều thời điểm đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Bài toán giao thông ở đây tuy đã được đầu tư nhiều giải pháp để cứu nhưng hiện vẫn chưa thoát. Khu này thì kẹt xe lắm. Cả ngày, thậm chí mấy giờ cao điểm thì chắc là cứ nhích nhích thôi. Nói chung là kẹt lắm. Có 15-20 phút thì đi được khoảng có 400-500 mét. Nhưng có hôm thì khoảng từ đây và đến đưa chỗ mũi tàu thì cũng phải mất 30 phút mới về đến đó. Nếu hôm nào nó tắc này, đấy, sợ như vậy. Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất được khẳng định là thực hiện rất thận trọng. Các giải pháp đưa ra góp phần giảm ùn tắc giao thông. Tuy vậy, các nhà chuyên môn cho rằng vẫn cần tiếp tục nhìn nhận kỹ lưỡng hơn vấn đề này. Trong đó, cần quan tâm phương án mở rộng nhà ga hành khách về phía Bắc. Khi mình làm nhà ga ở phía Bắc á, là mình sẽ tạo cơ hội thứ nhất á, là kết nối giao thông với quốc lộ 1 và phục vụ cho vùng đô thị một cách dễ dàng và rẻ tiền. Chưa kể là sân bay có cái tác động về phát triển kinh tế cho khu vực. Bởi vì khách vào ra và những cái dịch vụ cho sân bay sẽ được lan tỏa ra cả hai bên, cả quanh sân bay, chứ chỉ phía nam mà thôi. Sân bay Tân Sơn Nhất, cửa ngõ đi lại, giao thương quốc tế không chỉ mang tầm quan trọng đối với thành phố Hồ Chí Minh, mà đây còn là cửa ngõ kết nối của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sân bay tồn tại bền vững, hoạt động thông suốt cùng với sự phát triển của thành phố và vùng trọng điểm này đang là nhu cầu cấp bách, luôn là mong đợi của đông đảo người dân, doanh nghiệp.